phân tử cuối bằng 98 và muối phosphat, muối phosphat gạch ngang PO43 trừ bằng 95. A lớn H3PO4 15 ạ. Tính chất vật lý. Axit cực kỳ đặc biệt. Đầu tiên mình phải nhìn đấy. Đây là một axit cực kỳ đặc biệt. Bởi vì tất cả các axit chúng ta học thì nó đều tồn tại ở điều kiện thường thể nào. Nhưng riêng anh H3PO4 thì lại tồn tại ở điều kiện thường dưới dạng chất rắn. Nha, dưới dạng tinh thể. Không màu, tan tốt trong nước và những tinh thể không màu tan tốt trong nước. Hai là tính chất màu, hai là tính chất màu. Anh này là một, đầu tiên mình khẳng định nó là một axit trung bình. Axit trung bình và là một chất điện yếu. Cái này mình đã học ở trong bài dung dịch điện ly. H3PO4 điện ly yếu để tạo thành H2PO4 trừ cộng H cộng. H2PO4 trừ điện ly yếu để tạo thành HPO42 trừ cộng H cộng. HPO42 trừ điện ly yếu để tạo thành PO43 trừ cộng H cộng. Được chưa? Nói cho điện ly yếu nhá. Và bởi vì nó là axit trung bình, nó có đầy đủ các tính chất của một axit nhá, vẫn tác dụng với lại kim loại đứng trước hydro. Được chưa? Vẫn tác dụng với dung dịch bazơ, vẫn tác dụng với oxit bazơ, vẫn tác dụng với muối. Nhưng ở đây trọng tâm của cái bài này thì chúng ta đi sâu vào cái phản ứng của H3PO4 là tác dụng với dung dịch kiềm. Đi sâu vào cái trọng tâm đó. Thầy nhắc là nhá, vẫn tác dụng với kim loại, với chưa hydro, được chưa? Vẫn tác dụng được với oxit kim loại và vẫn tác dụng với oxit bazơ, tác dụng được với bazơ. Bây giờ vẫn tác dụng với muối để tạo thành muối mới, axit mới. Nhưng ở đây chúng ta đi sâu hơn và để tác dụng với dung dịch kiềm. Được không ạ? Thế đây mình bó này. NaOH mà tác dụng với H3PO4 thì nó tạo thành theo tỷ lệ đây, các em nhìn này nhé. Đây ạ, khi H3PO4 tác dụng ở bên trong dung dịch thì nó có khả năng tạo thành muối này, một muối này, hai muối này, ba muối ba gốc khác nhau, được không ạ? Thế giờ các em nhìn kỹ nhé, muối H2PO4 trừ là tương ứng H3PO4 mất 1 hydro, đúng không? Mất 1 hydro tạo thành này, đúng không? Muối H2PO42 trừ tương ứng H3PO4 mất 2 hydro thì tạo thành H2PO42 trừ, được không? Thế còn cái muối PO43 trừ đường H3PO4 mất mấy hydro? Mất mấy? 3 hydro. Được không? Thế giờ anh nhìn này. 3 NaOH cộng với 1 H3PO4 thì tương ứng với việc là nó tạo thành muối mất 3 hydro là Na3PO4. 2 NaOH cộng 1 H3PO4 thì tương ứng nó tạo thành một muối mất 2 hydro Na2HPO4. Được chưa?
Na2H2O1. Thế vậy ạ, bây giờ tỷ lệ 1:1 thì tôi tạo thành mối mất mấy hydro? 1 hydro, đúng không? Mất 1 hydro là gì ạ? Na2H2O1. Trọng tâm trong việc tạo một kiểu, và bởi vì cái trọng tâm này nên nó nảy sinh ra một dạng này là dạng này là dung dịch kiềm tác động dụng với dung dịch tạo thành nước nhé. Đây là trọng tâm của cái phần axit chloric, được chưa? Có dạng này là dung dịch H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm một Na2 phương pháp giải